Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của trường âm nhạc Adam Music. Và mình là Duyên. Đến với chủ đề ngày hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn những cái bài tập và những cái mẹo để mà cải thiện giọng hát của mình trong khoảng thời gian ngắn nha. Nhưng những cách này chỉ là để chữa cháy tạm thời thôi. Còn để các bạn có một giọng hát hay thật sự thì chúng ta phải cần kiên trì luyện tập nó trong một thời gian dài. Đầu tiên thì mình sẽ gửi đến các bạn những cái bài tập mà mình không cần dùng đến những cái nhạc cụ. Để mà làm được cái bài tập này thì đầu tiên mình cần các bạn chọn cho mình trước một cái bài hát mà các bạn thích, hoặc là một bài hát mà các bạn chuẩn bị lên trình diễn chẳng hạn như vậy. Với mình hôm nay trong cái video này thì mình sẽ lựa chọn ca khúc Ánh Nắng Của Anh, một ca khúc sáng tác bởi nhạc sĩ Khắc Hưng và được thể hiện bởi ca sĩ Đức Phúc. Lý do mình lựa chọn ca khúc này bởi vì nó khá là viral và đây là một sự lựa chọn của rất là nhiều bạn khi để đến để chúc phúc cho những cặp đôi trong ngày cưới của họ. Rồi, bài thứ nhất chúng ta sẽ tập đó chính là bài Humming. Thì bài này có lẽ các bạn cũng đã nghe nhiều rồi, hôm nay thì các bạn sẽ cùng luyện tập với mình nha. Bài này tập như thế nào? Các bạn ngậm miệng lại và đúng rồi. Đối với cái bài này á thì mình cần các bạn tập trung chú ý ở cái vùng ở đây, ngay trên mũi. Khi mà các bạn làm như thế này á, các bạn làm bài tập này á thì các bạn sẽ cảm thấy được là cái sự rung nó nằm ở đây. Rung rất là rõ ràng ở cái vùng này. Rồi, mình sẽ thử nha. Mình sẽ bắt đầu vô cái đoạn điệp khúc luôn. Đúng rồi, mình bắt đầu ở đó nha. Các bạn có thể lựa chọn theo cái bài hát mà mình thích, còn không thì các bạn có thể luyện tập với mình trong cái video này luôn với cái bài hát này. Rồi, bắt đầu nè. 2, 3. Ok, rồi, trong lúc luyện tập á thì cho dù mình có tập bất cứ bài luyện tập nào, luyện tập cái kỹ thuật nào cũng vậy, thì cái điều mà quan trọng nhất mình muốn các bạn nhớ đó chính là mình phải lấy hơi cho đầy đủ nha. Rồi, nhớ lấy hơi và luyện tập lại giúp với mình nha. Rồi, làm lại nè. 2, 3, hít vào. Ok, rồi, các bạn có thể cho tới khi nào mà các bạn thấy là cái vị trí, cái điểm bám, cái vị trí âm thanh của mình á, nó đã chắc rồi, nó đã vững rồi, mình đã cảm nhận được nó nằm ở đây rồi, thì các bạn sẽ mở miệng ra các bạn hát. Mình ví dụ là thật gần bên anh, là vòng tay ấm êm, là người yêu anh. Đó, còn thì cái bài Humming này á, nó sẽ giúp cho các bạn là một là có cái khoảng vang ở trên đây. Khi mà các bạn cảm nhận cái độ rung thì đó chính là cái lúc mà khoảng vang nó làm việc. Rồi, cái tiếp theo nữa đó chính là cái vị trí âm thanh của mình. Nó phải bám ở trên cái từ dưới răng cửa và đi lên đây. Từ chỗ này nó phát ra thì nghe âm thanh nghe nó sẽ sáng hơn, nó vang hơn và nó sẽ nghe rất là nhẹ nhàng. Ha. Ok, bài tập thứ hai cũng mình cũng không cần nhạc cụ luôn. Đó là bài tập rung môi. Bài tập này cũng sẽ na ná với cái bài tập thứ nhất. Thì mình cũng vẫn sẽ chọn cái bài, một cái bài mà mình yêu thích. Thì ở video này mình sẽ chọn bài Nắng Của Anh luôn. Thì thay vì mình thì mình sẽ rung môi theo nó. Mình làm thử nha. Các bạn có thể áp dụng rung môi cho nguyên một cái bài để cho mình luyện tập cái hơi thở nè, rồi cái việc thả lỏng cơ miệng nè. Cái thứ ba là gì? Là vị trí âm thanh. Cái tác dụng của cái bài rung môi này á thì mình đã có nhắc tới ở những cái video trước rồi, cho nên bài này thì mình chỉ kể sơ qua ba cái tác dụng của nó thôi nha. Còn cái chi tiết hơn thì mời các bạn xem qua video clip trước của mình. Rồi, một bài khởi động giọng cuối cùng nữa. Các bạn có biết xe cứu hỏa không? Các bạn cũng biết, có biết được là âm thanh của nó tạo ra như thế nào không? Có phải là đúng không?
Ok, thì ở cái bài tập này á, chúng ta sẽ đi liên tục luôn nha. Mình sẽ đi liên tục lên xuống, lên xuống, lên xuống, liên tục giống như vậy. Bài tập này thì nó sẽ có tác dụng là gì? Nó sẽ giúp chúng ta chuyển mượt mà hơn giữa các loại giọng. Mình ví dụ đây là vocal fry, đây là chest voice của mình, đây là mixed voice, ở đây là head voice. Ok, thì ở những cái âm khu như vậy, nếu như mà mình chuyển đột ngột quá, nó sẽ nghe có cái độ gắt. Thì chính cái bài tập này nó sẽ giúp cho mình chuyển một cách mượt mà hơn. Mình ví dụ là đang ở chest voice nè. Mình đi nguyên một vòng đi lên xong rồi mình đi xuống lại. Ở bài tập này các bạn hãy lưu ý cho mình những cái lỗi sau. Ví dụ như các bạn có thể sẽ bị gãy giữa chừng. Mình ví dụ như các bạn có nghe là mình gãy, bị gãy chính giữa không? Mình làm lại nha. Nó có một cái chỗ đứt ở ngay đó thì nó sẽ không có được liền mạch đó. Thì khi tập bài tập này các bạn lưu ý cho mình chỗ đó, tới cái gần ở cái khoảng mà mình sắp bị gãy á, các bạn giảm âm lượng của mình lại, hát nhỏ tiếng lại để mình điều khiển làm sao cho cái thanh đới lúc đó nó rung động, để luồn qua cái khe nhỏ, khe hở đó. Rồi mình cùng tập lại nha. 2, 3 đi. Và các bạn cố gắng đi kỹ giùm mình là từ cái vocal fry là những cái tiếng cho tới cái head voice của mình luôn. Với những cái bài tập này chúng ta có thể làm bất cứ khi nào bạn muốn, thì nó không có bị quá ồn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình không cần phải có một cái dụng cụ nào để mà mình luyện tập chung hết. Đi trên xe các bạn cũng có thể tập được, đang nấu ăn cũng có thể làm được, đang tắm cũng có thể làm được, lau nhà quét nhà gì thì cũng có thể làm được. Cho nên là những cái bài tập này tuy là nó đơn giản thôi nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho bạn cải thiện được khá nhiều đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Hy vọng rằng ba bài tập này có thể sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường ca hát của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.